chào cô bác chị bạn. Trước tiên sơ xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Thì hôm nay sơn làm cái món thịt heo hầm mà xí mũi. Em mua được hơn 1,5 kg thịt, sắc cái 4 cục vuông vuông thế này. Đây có trứng vịt, ít rượu mây với lộ, tương xí mũi với lại tương ca, dầu hào nước tương, rất đơn giản. Có màu lên màu nước tương lên màu thực phẩm. Đây, rượu mây với lộ. Đường, hạt niêm, bột ngọt, thịt heo ít nhưng mà mình xài đầu ốp thì vẫn nhiều. Lý do là hồi chút xíu mình dùng cái nước lại mình trộn mì, chút xíu hành tím với tỏi, nước tương, dầu hào, tương xí mũi. Ốp cho nó đầm đà cái nước, cho nó nước nấu cho nó kẹo, trộn mì mới ngon. Thì tương cà cho nó có hậu chua nhẹ nhẹ, chua ngọt, cho chút tương lên màu thực phẩm. Cho hành tím với tỏi cho nó thơm, nó dậy mùi nữa. Thịt heo săn như được rồi, còn mình cho cái nước vô, nước vô mình hầm đó. Dẫn luôn. Vậy được rồi. Thái thảo vô. Cho cái phần thảo vô trước. Rồi phần cộng nó lâu chín hơn phần lá. Cho miếng bột ớt khô lên, trộn cho nó ngấm đều hết. Cho có độ cay nhẹ. Để cho cái sốt với này rau rồi vô, rồi mình trộn. Còn hai đánh ấm, trộn đũa đi. Muốn ăn luôn. Mấy anh em mình xin chào quá chị bạn. Xin chào. Anh Huy, thấy hai anh em hôm nay thi nhau ăn cái món thịt heo hầm xí mũi ha, trộn mì, đó, sốt mì đây lên đó, rất hấp dẫn luôn. Cái món này cách đây là gần 1 năm rồi đó, mình mới làm lại. Lúc trước là hình như là Tôn Quang với anh Ba hay gì á. Đây 2,6 kg. Còn dưới này đây, để mình coi. 2,5 kg. Thôi giờ anh Huy ơi, anh chấp Thái 100 g đi ha. Dạ. 100 g thì cũng không nhiêu, nhưng mà để cho nó trận đấu cho nó cân bằng ha. Rồi, đồng ý thì mình lụm thôi. Bây giờ thế này, hôm nay hai anh em làm cái này mì khô, có bị uống nước, nhưng mà được chỉ 25 phút thôi. Cố gắng mới kịp nha, chứ không cố gắng là không kịp á. Tại vì mì khô á, số lượng này rất là nhiều á.
Sao? Dạ. Anh là Phúc An. Cửa thấy chỗ đó là có chuyện hết sao có hai chị rồi cầm đũa lên Huy. Chỗ em ngồi có bông có hoa ủng hộ nữa đó. Người sẽ bóc. Cái này rồi dạ rồi tùy muốn làm cách sao làm có lẽ là được làm rồi. Sợ xin đại diện hai anh em cũng mời cô bác chị bạn dùng mì với hai anh em của mình mời. Rồi chuẩn bị nha, 25 phút, 1, 2, 3 chạy. Khó khăn quá thì kéo dĩ nó tương ra ngoài để mì vô cho dễ nuôi thái. Để ngay cái mì lại ăn cho nó dễ. Rồi được cái khó ăn trước. Cái dễ ăn sau, chiến thuật coi là vậy. Thơm hả? Thank you.
có mì đủ rơm. 12 anh em ăn 16 7 gói vậy. Này không có chốc. Mua một thùng mì về chừa lại đâu 4-5 gói gì. Sao xong rồi còn dư dĩ nhỏ cho con gái thôi.
miếng nước nha, trong dùm 2 ca. Thank you.
này khô quá nuốt hơi chậm, xào mà ướp quá thì lại không ngon. Cảm giác mà ngán quá hay là vô không nổi thì đầu hàng như thế. Anh đầu hàng ở đây. Đầu hàng phải không? Thấy cầm gấp lên lấp xuống nặng quá. Đầu hàng phải không? Đầu hàng thì anh Huy Thắng ngưng luôn đi. Em ăn mì khô mà hột vịt thì ăn không được. Đấy, gấp lên gấp xuống nặng quá mình hầu nghi rồi. Okay, anh em, nhưng mà hỏi anh Quy mà cầm cự thì cũng không kịp thời gian, nhờ là Thái đầu hàng chứ không đầu hàng là anh Quy cũng không thể nào vượt qua cái thử thách này luôn. Còn nhiều chứ mà gấp rất là nặng đũa. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và an khang trở lại. Bye bye.